Apple F5 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tiết mục cuối cùng của đêm này sẽ mang đến không khí như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Chào các bạn, mình tên là Trương Nguyễn Hoài Nam, mọi người hay gọi mình là Andy. Và mọi người hay biết đến mình với bài hát là Một Phút. Thực sự mình đã đăng ký tham gia Sơn Mưa Son vào mùa đầu tiên, nhưng mà vì một số trục trặc mà mình bị lại ngay từ vòng đầu tiên. Cho nên lần này thì mình vẫn cố gắng quyết tâm để thi một lần nữa và mong là sẽ đạt được những thứ hạng cao và mong muốn mang đến cho khán giả những bài hát hay nhất. Và đến với Sơn Mưa Son lần này thì mình mang đến bài hát tên là Anh Đó. Mình rất là mong muốn thông qua chương trình này thì mình sẽ có thể trau dồi những kinh nghiệm sáng tác nhạc từ những các bạn thí sinh khác, cũng như là được tham gia vào một cái môi trường chương trình rất là tốt. Và thông qua đó thì mình mong là mình sẽ cố gắng thật nhiều để có thể tới được những cái vòng cao nhất của cuộc thi năm nay. Tôi nghĩ rằng là một bài hát mà chạm đến cảm xúc của người ta, nó phải xuất phát từ những cái gì đó rất là thật. Dạ vâng, thì thực sự cái cảm xúc của em khi viết bài hát này thì cũng là từ những sự kiện có thật và cũng là cảm xúc của chính em. Tôi đoán không sai, đúng không? Em có thể kể về câu chuyện của bài hát này. Vào một buổi chiều, cuộc sống nó vẫn rất là bình thường, thì em ngồi cà phê với bạn thì em có chứng kiến một cái hoàn cảnh rất là đau lòng. Đó là một vụ tai nạn giao thông Không may trong vụ tai nạn đó thì người bạn trai của người bạn gái đó không qua khỏi
thì em và các bạn của em cũng tới giúp đỡ. Thì dòng người vẫn cứ trôi qua, có người dừng lại giúp đỡ, có người cũng vội vã đi. Em cảm thấy đau lòng trước cái cảnh tượng đó. Và ngay cả bản thân em cũng đã từng trải qua một cái vụ tai nạn như vậy. Thì em bị cuộc sống mà, thì phải tập vật lý trị liệu để đi lại bình thường. Thì khi mà em đặt bút viết cái ca khúc này thì em cũng có gửi gắm cả cảm xúc của em và cả những gì mà em muốn nhắn gửi đến người bạn gái trong tai nạn đó, là dù chuyện như thế nào thì chị hãy sống thật tốt và thật hạnh phúc, vì đó cũng là những gì mà người bạn trai luôn mong muốn. Tôi nghĩ rằng là mọi người ở đây đều cảm được điều đó của bạn. Và cái người mà được bạn tặng bài hát đó, họ đã được nghe ca khúc này chưa? À, thực sự thì lúc mà tai nạn xảy ra thì đó cũng chỉ là một người trong vô số người ở Việt Nam này ạ. Em cũng không hỏi tên, mà em cũng không hỏi tuổi. Thì em chỉ tới giúp đỡ và em chỉ nhớ gương mặt ấy thôi. Thì em mong là chương trình này được phát sóng. Và nếu chị có nghe được ca khúc này thì em mong chị sẽ có một cuộc sống thật tuyệt vời sau này. Phải nói rằng là phong cách của bạn viết và ca khúc này thì không phải là thế mạnh của tôi. Tôi vẫn biết và tôi nghĩ rằng là bạn cũng biết cái người mà phù hợp với bạn nhất đang ngồi ở bên kia. Tuy nhiên tôi và cả tất cả mọi người ở đây đều gạt cần, bởi vì cái ca khúc đầy cảm xúc và cái gì mà có cảm xúc thì nó không thể nào cản mình lại cái sự yêu thích được. Và tôi chúc mừng bạn có một ca khúc rất hay và bạn hát rất hay. Bạn hát rất hay, bạn hát rất hay, rất tuyệt, rất nhân văn và rất tuyệt vời. Ngoài ca khúc rất là hay và thậm chí với một cái bản phối rất là bắt tai thì phải nói là giọng hát của em rất là cảm xúc nữa. Okay. Em hát rất là hay nữa. Có thể là những cái gì em chứng kiến nó đã làm cho em rất là xúc động và em đã viết ra được những cái giai điệu như này. Và cái cảm xúc của em đã tiến đến các khán giả là người nghe như chúng tôi. Chúng tôi phải nói là khi mà nghe đến câu thứ hai thôi là tôi đã muốn bấm lắm rồi và cảm thấy là rất là xúc động. Tôi nghĩ rằng là có thể là chúng tôi cũng không cần phải giúp đỡ em quá nhiều. Nghe cái ca khúc này rất là hoàn thiện và hoàn hảo, hơn nữa có một giọng hát rất là hay. Cảm ơn. Chúc mừng em. Hình anh Chí ơi, như vừa nãy anh nói là bạn ấy hợp với em đúng không ạ? Anh ấy nói là người bên cạnh thì không biết là người bên cạnh là không, chị Lan Son là hay là em đúng không? Em cảm ơn anh Chí. Thực ra thì nãy giờ anh đang đứng hình bởi vì anh đang cảm giác rằng là và anh đang lên cái suy nghĩ và cái kế hoạch em sẽ làm được những cái gì sau đây. Cái bài hát nó đang là một cái câu chuyện nó hơi u ám một chút, và một cái nghệ sĩ, một cái ca sĩ hát thì trông lại nó cũng hơi cool chứ. Và cái giọng hát của em cũng thế. Thế thì anh đang nghĩ là làm thế nào để nó cân bằng được cái đấy đối với em, để em có thể tiếp cận được với nhiều hơn khán giả. Anh đang thấy rằng là cái phần hát, những cái bay và những cái phần mà nó hơi có một chút đau thương thì em làm rất là tốt. Nhưng mà anh đang suy nghĩ là nếu mà trong cái bài này nó có một cái sự tương phản, có một cái gì đấy nó gằn xé hơn và nó nam tính hơn chút xíu ở trong cái giọng hát và cái cách hát. Thì thực ra cái đoạn bridge là em đã cũng có làm được rồi, nhưng mà chắc là nó vẫn chưa đủ tới và nó chưa kiểu global trong cái cách hát. Đấy, thế thì anh thực sự là anh rất hứng thú. Và từ đầu đến giờ anh chưa gặp một cái bạn nào mà gần gũi với anh đến thế. Vì thực sự là mấy cái kiểu hát kiểu luyến R&B các thứ kiểu, rồi là cái cách hát nhấn kiểu này, nó thực sự là nó rất là gần gũi với anh rất là thích. Anh không biết là em có muốn mở rộng theo một cái con đường âm nhạc khác không, nhưng đối với anh thì có lẽ là đây chính là cái thế mạnh của em. Anh cũng không dám nói rằng là anh là người duy nhất ở đây để có thể làm được em tốt hơn, bởi vì thực ra ai ở đây cũng đều, tất cả các anh chị đều có quá kinh nghiệm để mà có thể chia sẻ được với em. Và thực ra mọi người cũng chẳng áp đặt gì em trong cái việc sáng tác cả, bởi vì mọi người cũng chỉ truyền cảm hứng cho em và chia sẻ cái kinh nghiệm thôi. Anh chỉ muốn nói với em một câu cuối cùng thôi. Đấy là thôi xin em về đội anh đi, vì anh quá thích em. Đời nhiều khi đời nó không như là mơ em ạ. À, khó nói lắm. Em cảm ơn phần nhận xét của bốn huấn luyện viên ạ. Trước khi em đưa ra quyết định thì hãy cho em xin gửi lời cảm ơn đến bốn huấn luyện viên một lần nữa ạ. Và cái phần đặc biệt nhất đó là em cảm ơn anh Hoài Sa và những anh trong ban nhạc ạ, đã phối cho em một bài rất là hay ạ. Và nhóm bè ạ, em cảm ơn chị, cảm ơn anh. Và thật sự thì em cũng đã có quyết định ngay từ đầu rồi, là nếu được chọn thì mình sẽ chọn ai. Thì em xin chọn
Anh Hoài Anh ạ. Cảm ơn em. Thật là dễ đoán, thật là dễ đoán. Không có gì là khó đoán cả. Của em cả. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Chào tất cả. Cảm ơn em. Em cùng họ với anh đấy. Nói thế thôi. Hơi béo đấy. Không, thế với cu te.